Nhanh lên con, bố đợi rồi đấy. Vâng ạ. Đưa đây mẹ khoác lại cho. Vâng ạ. Vui không? Có ạ. Anh là Trần Hữu Nghĩa. Vâng, tôi đây. Đề nghị anh xuất trình căn cước. Ơ, mẹ, bố đang nói chuyện cùng các chú công an kìa. Bố ơi. Chúng tôi, đại diện viện kiểm sát, đại diện cơ quan điều tra, tổ dân phố, tới đây thông báo tới anh có lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú và có quyết định khởi tố. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Nghĩa, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1986, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, đã có hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe đối với ông Nguyễn Quang Trường. Anh Tuấn, tiền anh cầm không thiếu một xu, tại sao anh dám nuốt lời? Tôi đã làm theo đúng thỏa thuận, không hề cung cấp clip đó cho bất kỳ ai cả, và tôi đã xóa nó đi. Không phải là tại anh, vậy sao họ lại có? Tôi nói lại cho cô nghe rõ một lần nữa này, tôi đã làm theo đúng thỏa thuận của hai bên, không hề cung cấp clip đó cho bất kỳ ai cả. Còn vì sao người ta có được clip đó ấy, thì làm sao tôi biết được? Và tôi cũng đâu khẳng định một mình tôi có clip đó đâu. Tôi nói cho anh biết, có thể là tôi không nắm rõ luật bằng anh, nhưng tôi cũng có thể đưa anh ra trước vành móng ngựa vì tội tống tiền đấy. Anh Nghĩa đã bị bắt, tôi còn gì để mất nữa, nên tôi sẽ chơi với anh đến cùng. Thế cho nên, một là nôn tiền ra, hai là đi tù với anh Nghĩa. Nghĩ cho kỹ đi. Cô đang nói về luật với một luật sư đấy à? Luật sư mà lại trái luật đi tống tiền à? Tôi không ngờ nghịch như anh Nghĩa để bị anh qua mặt vụ ly hôn giả đâu. Đừng có mơ là chỉ phải trả lại 8%, mà phải là 10%, không thiếu một đồng. Rõ chưa?